Đà KOA, tinh thần thép. Ưu điểm của em á là khá là ngoan. Em chỉ đi chơi là về sáng sớm thôi, chứ còn khuya quá là em không có về. Đi chơi là về sớm nha mọi người, nhưng mà sáng sớm về. Tình trạng em thì có hai mối tình chính thức. Thì em gọi người yêu cũ là kỳ nghỉ lễ, tại vì chưa có mối tình nào vượt quá một tháng. Lâu nhất á là 21 ngày, còn nhanh thì là 7 ngày. Tiêu chí bạn trai của em thì khoảng tầm 81 cái tiêu chí á. Mời em trai. Chào đến chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Và đặc biệt chào bạn kế bên. Em tên Nguyễn Trung Mỹ, hiện tại 32 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Tây Ninh. Nghề nghiệp là quảng cáo. Trung Mỹ có ưu điểm, khuyết điểm gì Trung Mỹ? Ưu điểm thì là nói chung là người sống tình cảm. Khuyết điểm thì cũng có, là nói chung là về cái thời gian. Cần làm công việc đó, nói chung là sắp xếp. Như công việc nó không được, cái khoảng cách công việc nó không được thoáng. Rồi, tính nên toán nó sẽ... cái thời gian làm công việc nó không được tốt khi... đúng không? Dạ. Mời nhà gái. Ưu điểm của em á là khá là ngoan. Em chỉ đi chơi là về sáng sớm thôi, chứ còn khuya quá là em không có về. Đi chơi là về sớm nha mọi người, nhưng mà sáng sớm về. Thêm một cái nữa là em rất là chung thủy trong tình yêu, thay đổi người yêu khi nào mà cảm thấy không phù hợp. Bạn trai mà nghe nói bạn gái đi chơi thiếu trễ quá, đi luôn tới sáng luôn về. Có mấy người đi lớn tuổi ta nghe không? Vậy là dạ ta... không chị, thì thường á em là đi hay trước 11 giờ là em về. Đi chơi sáng là ví dụ như là đi chơi xa á thì mình phải đi qua sáng. Đi đêm, dạ. Đi qua đêm. Đường tình duyên của em trai sao nè? Em thì chúng trải qua có hai mối tình chính. Mối tình đầu tiên là 4 năm rưỡi, còn mối tình thứ hai là trải qua cũng 8 năm. Trời đất ơi, mười mấy năm yêu luôn á hả? 32 mà mười mấy năm yêu đương rồi, chưa tính mấy mối tình phụ 2-3 tháng cộng lại nữa đó. Dứt khoát chưa? Dạ rồi. Giờ trống trải hết chưa? Dạ không. Thôi vậy an tâm rồi. Mình kể về tình trường của mình đi em. Tình trường em thì có hai mối tình chính thức. Thì em gọi người yêu cũ là kỳ nghỉ lễ, tại vì chưa có mối tình nào vượt quá một tháng. Lâu nhất á là 21 ngày, còn nhanh thì là 7 ngày. Thường thường em thấy mấy bạn á... Sao? Dạ. Mấy bạn nói sao? Hoặc có thể là do em không hiểu mấy bạn hay sao á, nhưng mà em cảm giác như là mối tình đầu tiên á là 21 ngày á, cái đó là do lúc đó còn trẻ. Còn cái người sau này á, người ta thích mình giống như là cái cơn gió thoáng qua á. Nên là em nghĩ là mình nên rút lui. Cô gái này rất xinh đẹp luôn, không có ai mà thích qua thoáng qua đâu. Đó, bây giờ bắt đầu một cái hành trình mới nè, là chúng ta phải trao đổi với nhau nhiều hơn để hiểu nhau nhiều hơn nha. Là bây giờ mình mong muốn một cái người bạn trai của mình nó như thế nào? Thực ra thì cái tiêu chí bạn trai của em thì khoảng tầm 81 cái tiêu chí á. Vui vẻ, hòa đồng. Vì thực sự là cuộc sống ở bên ngoài á nó đã đủ áp lực rồi. Em muốn là cả hai đều là người vui vẻ với nhau khi mà về nhà. Bạn trai phải là cái người gọi là đầu tiên phải là chững chạc, sau đó là phải tử tế và đàng hoàng. Có mấy cái tiêu chí mà em sợ. Em cứ nói đi, ra, cứ nói em đi. Phải nói ra thì người ta mới biết chứ. Không biết bạn trai bên kia cao bao nhiêu. Em muốn cao gì em nói muốn trước đi. Muốn cao nhiều nói. Bạn trai cao khoảng 1m70 cho tới 75. Vượt quá 75 là cũng không được à. Ủa sao vậy? Tại vì em thực ra em cũng không có cao, nên là em không muốn cao quá. Rồi. Nó sẽ không hợp. Này là em hy sinh được mẹ để củng cố được con ấy chị. Nhưng mà thấp hơn 70 là không được luôn. Nếu mà thấp hơn 70 thì xuống 2 xăng cũng được chị. Cái người bạn nam đó là phải không rượu, nhưng mà bia phải biết uống, không thuốc. Mà biết hút. Nhưng mà hút vép. Dạ. 81 tiêu chí á thì gặp đúng người thì mọi tiêu chí đều về không. Đó, câu này hay. Tiêu chí mình kiếm vợ làm sao? Nói chung là ưa nhìn, hiền và nó nói chung là cái tính mà cũng hướng nội chút xíu, nhưng mà trong cái hướng nội cũng có chút pha ngoại cho nó gì đó cho nó sôi động, cho nó vui. Giữa nội giữa ngoại luôn ha, để gặp nhau để họ tính thôi. Đúng rồi. Bây giờ hỏi kiến người thân đi. Dạ, em gái đi với ai cưng? Dạ, em đi với lại em đồng nghiệp ạ. Dạ, con chào chú Nguyên Linh, em chào chị Ngọc Lan và em chào tất cả mọi người ạ. Có nhiều câu là chị hay nói giỡn á, nên mạnh miệng lắm, nhưng mà thật ra là bên trong rất là hiền, không có dám làm tổn thương ai hết á. Thì chị em là hồn tiếp người rất là... tiếp người của gia đình, rất là quan tâm người khác. Thì hồi nãy anh, em nghe anh cái tiêu chí của anh á, thì em thấy chị em rất là phù hợp luôn. Còn về anh thì là em thấy anh... cái cách mà anh thể hiện bên ngoài để mà em cảm nhận được á, thì anh rất là hiền, rất là hòa đồng và rất là chân thật, chững chạc nữa. Em cảm thấy là anh cũng rất là hợp với chị của em. Người ta mình đi với ai?
Dạ, con đi có mình à. Rồi, một mình không sao. Chút mình mở rào rồi mình cảm nhận thế nào, rồi ông Mai bà mối góp ý để mình đưa ra quyết định chính xác ha. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Để em cho anh ạ. Dạ. Anh qua đi. À, anh lần đầu tiên gặp đó thì anh cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng mà cái chương trình nói chung cũng rất cũng hơi gấp, vậy nên là không chuẩn bị cái quà gì nó chu đáo. Nhưng về anh có một cái món quà nhỏ nhỏ là cái cây bút. Cái bút này thì nó gắn liền với anh là cũng hơn 10 năm. Anh muốn nhường lại nó để cho em và cùng viết tiếp những câu chuyện sau đó. Dạ, em có 10 năm quan trọng còn mực hơn. Dạ. Dạ, em cũng có món quà gửi tặng anh. Thì đây là cuốn sách em chưa có đọc, nhưng mà em cũng rất là muốn đọc cuốn sách này. Không biết anh có thích đọc sách hay không ạ? À, có. Dạ, thì có gì anh đọc cuốn sách này xong có gì anh kể lại cho em. Dạ, em thì em rất là lười đọc sách, nên là em cũng hy vọng là sẽ kiếm được một người cũng thích đọc sách để truyền tải lại cho em thay vì em đọc. À, nói chung là anh cũng có hai cái hướng, là một là có cái sách để đọc riêng và có cái nữa sách để nghe. Sau chương trình thì có thể anh sẽ cho giới thiệu em cái tài khoản đó, điều cùng có thể những cái thể loại sách nó thích hợp. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ. Ờ, anh là ở hiện tại là mình đang làm ở Tây Ninh luôn hay sao ạ? Đúng rồi, hiện tại anh đang làm ở Tây Ninh. À. Em thì làm việc ở Sài Gòn. Sau này á, mình quen nhau á, thì anh có lên Sài Gòn một tuần khoảng được bao nhiêu lần ạ? Khi nào em cần và có kế hoạch gì đó thì anh sẽ sắp xếp. Dạ. Công việc của anh thì anh có thể chủ động được. Em á, thì quan niệm của em á, thuyền theo lái, gái theo chồng. Phù hợp á, thì em cũng có thể theo anh về dưới. À. Nhưng mà quan trọng là cái lúc ban đầu như thế nào thôi. Dạ. Mình dạ. Có đi được xa hơn hay không? Cái cảm xúc ban đầu thì nó cũng rất đặc biệt. Nhưng mà lần đầu gặp em anh thấy em rất dễ thương và anh rất mến. Như hiện tại là gia đình anh, là ví dụ như sau này mà mình có đi xa hơn á, thì là có ở chung với ba mẹ anh luôn đúng không? Hay là sao? Nếu mà đi, nói chung ở nhà ba mẹ anh thì cũng thoáng lắm. Quan trọng là do ở cái con cái thôi. Con cái thấy chỗ nào mà thích hợp thì cứ nó phát triển. Ý với bạn gái hỏi em đang ở với ai, nói rõ thân nhân trong nhà luôn đi. Dâu rồi đó. Làm dâu hay không, đang ở với ai luôn? Ở nhà, ở chung anh là có ba mẹ và em gái, vợ chồng của em gái. Hiện tại giống như anh, đại loại giờ anh cũng đang kinh doanh ở ngoài. Nhưng mà cái hướng anh đại lỗi chúng tôi, anh đang tìm một cô nàng về để mà giống như là cái tóm kim thủ quỷ cho anh. Rồi em á, thì thực ra thì ví dụ nếu như mà chồng của mình làm trong cái lĩnh vực kinh doanh á, thì em chỉ giữ tiền một phần thôi, còn lại là vẫn phải để tiền cho chồng, tại vì cái công việc kinh doanh là nó cần sử dụng đến tiền nhiều chứ không phải là giữ hết. Đúng là em nói là anh hiểu đó, cho mình phải có những cái ngăn riêng của những từng khoản. Dạ. Hai bạn nói chuyện rất hợp với nhau luôn. Cho đó. Cho em hỏi một câu nữa. Nói đi. Không biết anh có gia trưởng không ạ? À, không, cái đó anh không có. Người này là không có rồi đó. Thấy rất là hiền lành luôn. Ví dụ như ba mẹ bên ngoại mà bệnh đồ này nọ cái kiểu, không biết là anh có quan tâm hay không. Một khi đã về chung một nhà thì ba mẹ bên anh và ba mẹ bên em thì nói chung là tất cả thì là một. Thật ra là cổ là một người rất là sâu sắc với những cái câu hỏi mà cổ đặt ra. Thật ra hai người nói chuyện nãy giờ, cuộc nói chuyện rất là chín chắn. Em trai đứng lên nắm tay em gái, nhìn thẳng vào mắt em gái và nói đi cái cảm nhận của mình. Ông xin phép cho em xem tay trước được không? Đấy là xem tay của bạn nam á chị. Tay của anh thì giống là cũng hoa tay thì nói chung cũng nhiều. Nhưng mà có đào hoa không anh? Chứ em sợ đào hoa quá rồi em về em giữ không lại. Đào hoa là gì? Hoa tay thì nói chung là có để tượng trưng cho những cái việc mà có thể mình tốt nhất trong mình. Thôi em thực sự thì em cũng không quan tâm về cái hoa tay. Ừ. Dạ em quan tâm về cái lòng bàn tay thôi. 5 phút coi bói bắt đầu. Em không biết coi bói đâu, nhưng mà em thích coi tay thôi. Tay trái, tay phải. Nhưng em coi cả hai luôn á anh. Dạ em coi xong rồi.
Coi xong chưa? Rồi sao? 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 Sao thầy? Sao thầy? Thôi em coi coi có phù hợp với em không? Có hợp không thầy? Dạ em cảm nhận á. Dạ coi sao mà cảm nhận được? Coi giùm hai cái bàn tay này có dẫn chương trình chung với nhau được tới 50 năm nữa không? Thôi em chỉ có cảm nhận được của bạn nam thôi. Rồi bây giờ hai người nắm tay nhau. Chờ anh xin phép nha. Nắm tay nhau đi, hai tay luôn, nhìn dạ, nhau, giao lưu cảm xúc xíu nào. Đầu tiên thì lần đầu tiên gặp em ở chương trình này, và cũng nhờ chương trình này anh có thể gặp em, là một cái duyên nó không biết là nó gọi là như thế nào nữa. Nhưng mà cảm nhận đầu tiên anh thấy tuy bàn tay em lạnh nhưng mà cảm thấy ấm. Em thấy bàn tay anh ấm. Anh giống như một cái máy điều hòa vậy đó, di động. Khi mà trời lạnh đó, 37 độ C là được rồi anh. Trời lạnh thì người anh nó ấm, còn mà trời nóng thì người anh lạnh. Bà em nói lên nếu mà gặp anh nào mà sáng chói rồi sói chán á, với lại bụng bự là được, là cứ bấm chuông. Là sói chán á? Dạ đúng rồi, sáng chói sói chán. Rồi, có bụng bự luôn. Trang có thể hát một đoạn nào đó tặng em gái đi. Hợp á. Này là em gì ơi, ở lại và yêu được không, thật lòng này ta chỉ mong. Bên dòng sông, người có nhớ có chăng ai? Có A nữa nha. Dễ thương quá, một câu đó thôi là đủ rồi mọi người. Bao nhiêu đó thôi là đủ thuyết phục một cô gái rồi. Rung mà hát cà lâm luôn rồi. Sao phải đây là người có thể cùng mình đi cùng trời của đất hay không? Bấm cái nút đó là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Anh bên kia em bấm lẹ lắm. Bên đây lẹ lắm. Em gái còn bấm chậm chứ bên đây vừa ngồi là bấm luôn. Chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Nào nắm tay nhau nào. Xen tay vào. Đấy, tình yêu nó phải là như thế. Chương trình sẽ có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Đây, chúng ta giới thiệu về mình đi bạn. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào toàn thể quý vị khán giả. Em chào người nhà của bạn gái bên kia và chào bạn gái bên kia luôn. Quá dữ. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên Nguyễn Văn Thảo. Năm nay 29 tuổi, hiện tại em đang làm thiết kế nấn cho công ty bao bì. Em đang sống và làm việc tại Củ Chi. Quê bạn ở đâu? Dạ quê gốc em thì ở ngoài miền Trung, nhưng mà hiện tại em có nhà riêng ở Củ Chi. Nhà riêng đó là nhà của mình hay là gia đình mình để lại? Của mình vậy, em mới mua năm ngoái. Rồi em làm gì mà em mua nhà được giỏi vậy? Cũng gặp hên nhiều. Ta làm gì hỏi người ta chi? Hỏi cho biết, bắt trước làm. Được. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Thị Thu Lập, em 22 tuổi, hiện đang là chuyên viên tư vấn tuyển sinh đại học trực tuyến Tobica. Em quê ở Củ Chi ạ. Ồ. Nếu bây giờ mình tìm được bạn trai thì mình dự tính là bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ em nghĩ là khoảng 2 năm ạ. Quen tìm hiểu 2 năm rồi cưới cũng được rồi. Bạn nam thì như thế nào? Dạ càng sớm càng tốt vì tại giờ em ở mình buồn. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình, chia tay cũng lâu lâu rồi. Lâu lâu rồi hả? Dạ. Vấn đề là anh đi tìm vợ, anh tìm như thế nào? Người ra sao? Nếu mà đẹp như chị Cát Tường thì chắc không được rồi. Em chỉ cần bình thường chút thôi. Dạ, em diễn tả đi, em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng của em không? Em diễn tả dạ, cho đi. Giống Nhã Phương chút. Yêu cầu cũng thấp quá hả? Dạ. Bạn nữ mình có đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào không? Trung thực, không biết nói dối, không phải là người gia trưởng. Và phải biết câu quan tâm, chia sẻ việc nhà với lại người vợ của mình. Ồ, bạn trai có biết làm việc nhà không bạn? Em tự làm, không có ai làm đâu chị. Dạ như vậy tốt quá. Rồi còn cái gì bạn không thích ở bạn trai? Hút thuốc. Còn thuốc không? Dạ có. Lúc mà em làm việc áp lực với lại nhậu nhẹt bạn bè thì cũng có hút. Thì mình hạn chế bớt rồi từ từ mình anh bỏ. Anh hút một ngày mấy gói anh? Một ngày nửa gói em. Hơi nhiều á. Em có thích bạn trai nhậu nhiều không? Dạ em cũng không xếp quá sắc nét, có thể nhậu với em được. Nhậu với em được. Ừ, em muốn được mấy chai? Một chai luôn. Một chai hả?
Chai rượu hay chai bia? Chai bia. Trời ơi, có một chai mà rủ người ta nhậu hết hồn, tưởng đâu nhậu được nhiều. Mình lúc rảnh rỗi mình làm gì em? Có hay đi chơi với bạn với bè bên ngoài cà phê, ca hát gì không? Dạ, bình thường thì cũng hay hát karaoke với lại các chị trong công ty. Dạ, vậy là hát hay lắm phải không? Dạ, em cũng từng là cây văn nghệ của lớp. Ồ, vậy bây giờ phải biểu diễn một cái mục văn nghệ liền. Em hát một đoạn thôi nha. Được rồi, đứng lên hát, mình biểu diễn luôn em. Mình một cây văn nghệ mà. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng đăng ly. Chào anh ạ. Hay quá. Cảm ơn em. Giọng hát rất là trong sáng ha, ngọt ngào ha. Dạ em thích hát. Thích hát hả? Dạ, thích quẩy nữa. Được, nếu bây giờ mà anh không chịu bỏ thuốc thì sao? Do bản thân ảnh là không chịu sửa thôi, chứ em nếu quyết tâm sửa thì sẽ được. Muốn anh bỏ thuốc luôn đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì em không ngửi được mùi thuốc. Cái này quan trọng lắm em. Cô ấy không ngửi được mùi thuốc. Nhiều người ta bỏ vợ chứ không bỏ thuốc đó em. Em bỏ thuốc chứ không bỏ vợ. Được à, được, được. Mừng quá. Tôi thích những cái câu mà chốt vấn đề dứt khoát vậy đó. Sướng lắm mới lấy được vợ trẻ mà rồi, đẹp dễ thương nữa. Lắm rồi nha. Mà cổ quẩy lắm nha. Anh có sức quẩy với cổ không? Nếu mà quẩy kiểu hợp hợp thì mới được. Quẩy kiểu sao là hợp? Đâu thử làm cái giống cổ không? Làm thử cút coi được không? Làm cút coi quẩy được không? Đâu có sao bạn đứng lên tự nhiên đi bạn. Đứng lên với bạn bình thường. Đứng lên. Nào tự tin lên. Trời ơi đàn ông mà. Đúng rồi. Vậy chứ uống chai hai chai rồi đứng nhảy tưng tưng à. Rồi bắt đầu. Gặp em từ buổi xem nhạc mấy luôn. Giọng ca ngọt thêm xiết bao. Lời ca bỗng như lao sao mà lòng anh thấy như nào nào. Từ khi hát vậy tôi không biết sao quẩy luôn á. Quẩy là quẩy thì sao? Ôi, ngồi xuống hát, đi. Không hát dễ thương. Không có giờ vậy nè, chút xíu nữa đấy. Mà kéo màn lên là cô bên này cô hát. Rồi anh sẽ quẩy. Chết chết mắt cái tôi chi. Áp lực à, áp lực à. Mà sao móng tay để chi dài vậy anh? Em chưa kịp cắt. Về kêu anh cắt móng tay nha cưng. Dạ. Trời ơi, đàn ông để móng tay dài. Đi với ai? Dạ em đi với chú. Gặp chú cái rồi. Dạ xin chào Quỳnh Linh, xin chào Cát Tường. Chú thấy tình hình nãy giờ hai bạn nói chuyện nhau thấy có hợp gì không chú? Hai chú cháu đi từ Củ Chi xuống đây trời mưa nhưng mà thấy là giống là ông trời đã ban cho Thảo một cô gái rất là toại nguyện. Đối với tôi là thấy rất là ok. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Thấy chú nói chưa, ông trời ban cho đó. Bạn gái bên đây mình có đi với ai không? Dạ hôm nay thì em đi với ba và hai bé ở chung phòng ạ. Ồ, có ba nữa hả? Đâu ba đâu ạ? Chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường với anh em khán giả đây á. Thì nói về em trai này á, 29 tuổi là rất là vững chạc. Tướng thì cũng lịch sự, nói chuyện dễ thương thì cũng ok rồi. Chú cũng chấp nhận là hai cháu quen nhau. Dạ con cảm ơn bác. Bác góp ý là con nói chuyện lớn tiếng chút chị hốt. Mình đàn ông lớn xíu con. Đàn ông phải nói chuyện lớn tiếng lên. Đúng rồi. Như đục rè quá. Dạ con trước tiên là con cảm ơn bác rất là nhiều đã cho con cơ hội để tìm hiểu em. Và nếu như mà được tìm hiểu em lâu dài thì con sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể, sẽ làm một bờ vai vững chắc cho em. Cảm ơn con. Thôi cảm ơn hai ba gia đình. Bây giờ là chúng ta gặp nhau nha. Cảm không có áp lực gì hết trơn á nha. Còn áp lực không? Dạ còn. Còn nữa trời ơi. Ba ở dưới đang để ý đó, nói lớn lên đó. Thôi là không có gả con đâu. Dạ cho anh Thảo ạ. Dạ anh có món quà. Món quà này là anh tự tay làm. Dạ. Còn cái sản phẩm bên trong thì anh mua. Mở luôn tôi coi coi. Là hộp không chứ không có gì trọng á. Trời ơi trái tim. Mở nữa. Mở luôn. Cứ đừng gắp trái tim của người ta kìa. Son. Chắc là cây son. Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Món quà này phải cất làm kỷ niệm nha em. Dạ. Đó đẹp nhất trái tim tự tay làm. Không biết là nãy giờ trao đổi thì anh có nhớ tên em không ạ? Dạ. Em rất đa phần các bạn là ưa quên tên em lắm. Nên em cần một người nhớ tên em kỹ hơn ạ. Thì em cho anh cơ hội nhớ tên em lần nữa. Em tên là Thu Lập ạ. Rồi cái cảm nhận đầu tiên mình gặp nhau thì anh cảm nhận cô ấy như thế nào? Dạ hoàn hảo chị. Giống như lời chú nói không? Dạ giống.
Em cảm nhận anh như thế nào? Em cảm nhận anh là người là thân thiện, dễ gần. Hơi nhút nhát, hơi áp lực. Em rất ấn tượng đối với cái bạn trai mà hát hay, biết đàn và biết chụp hình. Anh thì chụp hình dữ dằn tại... tại vì anh làm bên thiết kế nấn á. Đa số là anh đi chụp hình về để xử lý hình ảnh. Nó nói anh chụp hình đẹp lắm, chụp hình dữ dằn. Ví dụ hồi nãy mình nói cô này hát, anh này quẩy, quẩy đi. Em mình trẻ trung mình thấy mạnh mẽ chưa? Truyền qua cái sức sống quá trời. Chưa, nó mạnh mẽ năng động vậy. Nói... lên đi, người ta đứng rồi mà mình không đứng. Thôi ý à, sắp tới em tính làm gì? Đứng lên đi, anh đứng quả cho người ta, nhảy nhót luôn. Rồi mới được à. Anh không biết làm gì luôn á. Anh chỉ cần nghe được rồi, em cần người lắng nghe nhiều hơn. Dạ. Để em nói vậy đi, dễ chị Cát Tường chặt chém anh. Dạ. À, em hát xong thì anh trả lời nhé. Trả lời. Tại vì cái câu hát này vừa là câu hát và là vừa là lời nói luôn. Dạ. Gửi gắm tâm sự đó. Dạ. Dạ. Hứa đi anh, hứa với em nhé anh, sẽ mãi không bao giờ anh yêu ai ngoài em. Hứa đi anh, hứa sẽ mãi chung tình, anh sẽ không bao giờ làm trái tim em phải đau. Dạ hết rồi em. Anh, cái điều đó anh có hứa được không ạ? Việc anh hứa thì anh sẽ hứa. Quầy vốn. Hai bạn ngồi xuống đi. Rồi, về chỗ ngồi. Thôi bây giờ mình tỏ tình đi. Nói tận đáy lòng của mình bạn trai nha. Anh tin là nếu như mà mình đến với nhau á thì anh sẽ làm tất cả những gì có thể để cho em có một bờ vai vững chắc. Anh chỉ muốn là em tiếp nhận, em chấp nhận anh làm bạn trai rồi để anh có cơ hội thể hiện. Được. Hay quá. Tên gì? Bạn gái tên gì? Nhớ không? Dạ, bạn gái tên Lập. Cái gì? Cái gì Lập? Em quên cũng. Thôi cũng có vớt giác em nhớ được tên Lập. Nhớ tên là được. Thu Lập. Dạ. Nha. Dù suy nghĩ như thế nào cũng ráng giữ cái trái tim bằng giấy của ảnh nha. Đặt tay lên nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ, không bởi tác bị tác động bởi bất cứ một điều gì cả. Không vì cây son hay không vì trái tim bằng giấy. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ê, giờ mới thở vào nhẹ nhõm. Thở vào nhẹ nhõm. Nắm tay nhau đi. Tay mắm. Đây, những chiếc vé xem phim giúp các bạn có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Thể tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các hệ thống của Âu Cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi. Bây giờ bắt đầu chính thức mình hẹn hò này nè. Mình nói gì với ba đi. Em á. Ủa. Dạ. Nói với bác gái trai đó. Em chứ... kêu nói với ba mà. Thì giờ coi như ba tương lai đi. Dạ. Không, ở nhà em còn kêu ba bằng tía. À, tía chiều giờ trồng mía cho tía. Mà lớn lên à. Con cảm ơn tía. Tiếp tục. Bắt đầu từ đây gì đó cho tụi con tìm hiểu. Bắt đầu từ đây tụi con sẽ tìm hiểu nhau một cách chín chắn. Nếu mà thành vợ thành chồng đó, điều đó là ba mẹ cũng mong muốn. Tía của Thu Lạm giờ không có gì hơn, cũng cầu chúc hai cháu để tìm hiểu nhau để đến tới hôn nhân. Xin chào cô. Dạ chào cô. Chào chị ạ. À. Mời em gái ngồi. Dạ. Wow, hai mẹ con trẻ đẹp quá. Bây giờ thì mình giới thiệu về mình cho khán giả cùng biết được. À, mình chào MC Viền Linh và Lê Lộc. Dạ. Chào khán giả trong trường quay. Mình tên là Quỳnh Thị Hồng Nhung. Mình năm nay 49 tuổi. Hiện tại thì mình đang kinh doanh mua bán. Dạ. Dạ, xin mời chị ạ. Đây là con dâu của mình. Dạ, em chào chú Viền Linh và chị Lê Lộc. Em tên là Võ Thị Diệu, 25 tuổi. Em đang làm bên làm đẹp. Dạ, phun xăm thẩm mỹ. Dạ. Diệu làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ, em làm dâu của mẹ được 3 năm. Hơn 3 năm. Chắc có em bé rồi chứ ha? Dạ đúng rồi. Bé của em được 3 tuổi rồi. Trai hay là con gái? Dạ bé trai ạ. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu đó, mình cảm nhận về cô con gái này như thế nào? Cái ngày đầu tiên mà con trai nó chở bé Diệu về nhà đó, khi mà ngồi chơi thì mình nói chuyện bình thường thôi. Nhưng mà khi về là mình kêu con trai mình nói liền: con ơi, con bé này nó đẹp quá.
Chắc gì nó thương con thiệt đâu. Tại vì con trai mình hồi đó là đi học, học xong rồi là đi học đại học xong cái đi nghĩa vụ mấy năm về là bắt đầu làm tài xế. Tài xế mà tài xế xe cẩu nữa. Mình mẩy lúc nào nó cũng nhem nhúa nữa. Nó đâu có sạch sẽ đâu. Chỉ đi đâu mới được bộ đồ sạch sẽ vô. Còn bình thường nguyên ngày là cứ bộ đồ chạy xe. Rồi đến khi mà quen con bé này dắt về thì mình thấy con bé này thì lúc đó là đang làm tiệm tóc. Nó quá xinh. Mình nói là con ơi, trời ơi, con này làm xe tài xế xe cẩu mình mấy con lem luôn. Mà con quen con bé này nó xinh quá. Là con sợ chỉ khổ con thôi, đúng rồi à. Mà con trai mình là hay lắm, là nói gì nói là mẹ nói sao nói cũng làm thinh, không trả lời một câu nào. Rồi sau bao lâu thì mình làm đám cưới cho con mình? Nó quen cũng lâu rồi nha. Nó quen cũng mấy năm à. Mấy năm cũng luôn. Dạ khoảng 5 năm mới đám cưới. 5 năm luôn. Nhưng mà vậy còn mình... với chị, cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị ấn tượng điều gì? Em thấy cái cuộc nói chuyện nó diễn ra bình thường thì cũng như bao cặp mẹ chồng nàng dâu khác thôi. Lúc mà về thì em vẫn nói với chồng là mẹ có phần dễ tính. Nhưng mà sau đó rồi mình có biết là mẹ ngăn cấm cái tình cảm? Là khoảng một thời gian sau á, khi mà gặp chồng, hẹn chồng gặp nhau thì chồng hay tắt chuông điện thoại. Ai điện thoại tới là lại tắt máy ngay, là cái người gọi là mẹ. Thì mình mới suy nghĩ là trời, chắc có bồ hả ta. Mới như vậy thì mình cứ theo dõi có một tuần, khoảng 2 tuần sau á, thì gặn hỏi miết thì ổng mới nói là mẹ không muốn anh quen em. Nên là lúc đó là cũng hơi buồn một chút xíu. Là qua ngày hôm sau em tức lắm, em chạy thẳng lên nhà mẹ luôn. Trời, nó gan lắm đó. Dạ. Đi một mình nó tới nhà mình luôn á. Để nói chuyện. Đúng rồi, tại vì cái tính của em là em thích cái gì đó nó rõ ràng được. Em cũng hơi thẳng tính một chút xíu. Là em chạy thẳng lên nhà mẹ, em dựng xe trước cửa, em chạy vô, em không khóa cổ luôn. Em chạy vô em nói, ủa sao mẹ lại cấm con như vậy với anh Sơn. Em nhớ lúc đó là chỉ có một mình em nói thôi, mẹ lại không nói. Tại vì giống như là em nói em lấn phần của mẹ luôn. Rồi xong nói xong em lại chạy về. Không đợi mẹ giải thích luôn. Dạ, tại vì mình không cái kiểu là mình chỉ muốn nói hết những cái gì mình tức ra thôi. Xong sau đó mẹ em mới lại gặp chồng em và nói là tao chưa bao giờ thấy con nhỏ nào nó gan như con nhỏ này. Nhưng mà cô thấy sao cô? Cái lúc mà chị ấy tới, khi đã tới nói chuyện rồi á thì lúc đó mình cũng nguôi đi rồi. Dạ. Cái kiểu mình cũng xìu. Rồi cái thôi để cứ để hai đứa nó quen nhau đi, mình không cản nữa. Chứng minh được là cái tình yêu của cô gái này đến với con mình là thật. Đúng chứ rồi. Không phải là gọi là màu mè gì hết ha. Thì nó quen mấy năm á thì bắt đầu nó về nó nói là giờ con đặt mẹ ngồi chỗ này nè. Chứ không phải mẹ đặt con. Đúng rồi, con chứ không phải mẹ đặt con ngồi đâu. Rồi sau đó lấy nhau thì về làm dâu sao? Nó giống như lúc đầu ha, có trở ngại gì không? Khi mà bé này về làm dâu á thì thật sự là mình không ngờ luôn. Không ngờ là một đứa nó còn nhỏ. Lúc nó cưới hình như nó mới 19, 20 gì đó hả? Mà lại nó lại khéo. Chuyện trong nhà, trong cửa gì, bếp núc gì là ngon lành. Rồi biết tâm lý mẹ chồng nữa chứ. Chắc có lẽ biết ngay từ đầu mình không thích á. Nói là đẹp á, này nọ chắc không vuông véo trong gia đình. Cho nên là về là bắt đầu bao nhiêu tài là đúng rồi, là trổ ra hết. Từ ngày con bé này về làm dâu nhà rồi là mỗi là lễ nè, sinh nhật nè, là coi như là đều có qua có quà hết. Chứ mình chưa bao giờ mấy chục năm là chưa ai tặng mình hết trơn. Rồi mỹ phẩm là mua cho mẹ xài luôn. Hai mẹ con hợp nhau gì nhất? Cứ nó về là rất hợp lắm. Mọi thứ đều hợp. Nó tâm lý lắm. Là thường là chị nấu cơm cho cả nhà mình ăn hả? Không, em thì không sống với mẹ. Cứ về thì có em nhà hay riêng rồi. Qua lại với mẹ, nhà mẹ đi thăm mẹ với lại cháu cháu gần, ở với gần thôi. Vậy thì những cái bữa cơm gia đình có cứ làm... cuối tuần, chẳng hạn cuối tuần á là mấy đứa nó vô nhà mẹ. Là cô nấu hay là chị nấu? Thường là mẹ sẽ nấu. Nó mua cái gì vô thêm nữa. Em cũng nấu. Tâm lý lắm, nói chung con bé này tâm lý lắm. Nhưng mà sao nó không nấu một bữa cơm nào, những bữa cơm trọn vẹn? Vẫn có, nhưng mà nó hơi ít thôi. Dạ, tại vì chồng em cũng bận công việc, mẹ thì cũng kinh doanh buôn bán nên mẹ cũng hơi bận. Mình có cảm giác là một cái điều gì mà mình buồn mẹ mình không dám nói ra không? Hình như là em không buồn mẹ mà chỉ có mẹ buồn em thôi. Sao em biết là mẹ buồn? Có một lần á, là cái thôi nôi của con của em á, nếu tính ra là cúng ở trên nhà ngoại là chỉ cúng thôi nôi là ngày mình cúng ngày ông, còn khi tổ chức á thì là ngày dương để mời mọi người. Còn khi mà cúng ở trên nhà mẹ đẻ của em trên Bình Dương á thì nó hơi xa nhà mẹ trên này, thì em lại không có báo cho mẹ biết. Tại vì mình cũng nghĩ là mẹ bận buôn bán, với lại là thêm hai đứa em nó còn đi học mẹ đưa rước nữa, nên là thấy nếu mà mẹ biết tin thì thế nào mẹ cũng sẽ chạy lên, thì mẹ sẽ bỏ hết công việc. Lại lúc đó lại suy nghĩ là thấy nó không hay, nên là không báo cho mẹ. Nhưng mà chiều đó lại đăng hình lên Facebook. Và trong khi đó là mẹ nói với em chồng của em
là em không báo cho mẹ biết, mà trong khi đó là mọi người đều biết hết, là mẹ, trong khi đó mẹ là bà nội mà mẹ không biết thì mẹ giận, mẹ không nói chuyện với em luôn. Không giận nhưng mà không la nha. Không, mẹ im lặng luôn. Mà thà la mình đi, mình còn biết đường để mình xử. Thì cũng phải một tuần sau thì mẹ mới ngu giận, tại vì em cũng gặp trực tiếp mẹ và em nói, mình cũng suy nghĩ cho mẹ chứ không phải là không, là mẹ cũng nguôi. Con dâu này hay cái nè, có chuyện gì nói cho mẹ liền luôn. Ngay cái chuyện đầu tiên chưa làm dâu đã dám nói thì sau này cái đó là cái tính của đúng em. Rồi dạ. Như thế thì nó rất là tốt, bởi vì mình cảm giác cái nào mà mình không bằng lòng mình nói với mẹ luôn, cái nào mình như thế nào nói với mẹ, trao đổi trực tiếp như thế thì nó sẽ không bao giờ có chuyện để bụng đâu. Còn nếu như mà mình cứ nghĩ thôi không nói, cuối cùng nó nặng bụng rồi cứ bùng phát là nặng nề lắm. Hai mẹ con mình có những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ chưa cô? Kỷ niệm á thì nói chung tại vì không có ở chung với nhau đó. Thành ra chỉ những lúc là đi đám cưới hay hoặc là đi chơi thì mẹ con mới có đi chung thôi. Tại vì mỗi người có cái công chuyện riêng hết, suốt ngày tôi nói không có gặp nhau được luôn, cả tuần, nhiều khi hai tuần luôn mới gặp được nhau. Đó, cho nên là nhiều khi đi chơi thì như đi Vũng Tàu đồ thì thấy ai cũng lo tắm, lo ăn, lo chơi, mà con bé này thì nó cứ lui hủi, nó nướng đồ cho cả gia đình ăn không à. Nói chung là không hiểu sao mình ngay từ đầu là mình nói con bé này đẹp thì mình sợ nó sẽ không có chu toàn được mọi thứ. Tại thường thường ta nói nó đẹp quá mình biết làm cái gì. Nhưng mà khi nó về làm dâu rồi mình mới thấy là chắc có lẽ là chị xui ở bên bệnh cũng có dạy, cho nên là nó bước về làm dâu gia đình mình thì nó đã coi như là nó hay, nó mọi mặt hết á. Em thấy em thương mẹ em, mà có đôi phần em thấy nhiều em làm mẹ ruột của em buồn luôn á, giống như là nhà gần mà thì lễ Tết hay này kia thì em giống như là em lại tặng cho mẹ trước chẳng hạn đi, rồi cái mẹ ruột em á thì lại biết cái kiểu mà hay nói chơi thôi, là trời ơi nhiều khi thấy còn thương hơn tao nữa. Nhưng mà thật sự ra thì thương hai mẹ như nhau. Như vậy thì quá tốt luôn ha. Cách chăm sóc con cái thì sao, có hợp nhau không? Cũng hợp, là nói chung ra là thời đại giờ chăm con cái kiểu như là bây giờ chứ không phải như hồi xưa. Mình thì sống là kiểu cũng như hiện đại, thành ra cũng không đến nỗi mà. Nhưng mẹ chồng cũng còn trẻ rồi, mẹ chồng cũng còn hiện đại, chứ gặp có những mẹ chồng lớn thì cũng hơi khó, phải chăm sóc theo cách của mẹ chồng. Có bao giờ la nó gì về chuyện nó chăm con, nó không chăm sóc cho con kỹ lưỡng không? Không, nó kỹ lắm, nó còn kỹ hơn tôi nữa, nó kỹ dữ lắm. Cho nên á hả, là không nói thiệt, mình nói ra người ta nói mình á thì nó tốt con dâu quá, chứ thật ra thì nó cũng dung dén lắm. Mà từ hồi nay mấy năm rồi chưa mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ mà nói là chẳng hạn như cái nhìn khó chịu cái thôi, chứ đừng cho anh chị nói kiểu nhìn khó chịu thôi, mình cũng không có nó thật. Tại vì cái gì hai mẹ con đôi khi cũng giống là mình nóng nhưng mà mình kìm được, tại vì con bé này nó trẻ, nó nóng nó không kìm được thôi, chứ mình nóng thì mình kìm được. Cho nên cái gì mấy là kêu nói thẳng liền. Không có để trong lòng. Cô dâu nóng tính hả? Dạ em nóng tính lắm. Cái kiểu là phải có chuyện gì đó thì mình mới nóng thôi, chứ không phải là kiếm chuyện hay là vô cớ nóng. Cô giờ nóng trước mặt mẹ chồng chưa? Dạ chưa bao giờ. Nóng với mẹ chồng chưa thì bao chưa. Giờ khi mà nóng với chồng thì có thật ra. Cái chuyện mà nóng với chồng là chuyện bình thường. Thật chất mà nói thì cái chuyện ai cũng nóng tính đó. Vấn đề là chúng ta kìm như thế nào thôi. Bởi vì khi mà đụng chuyện thì cũng khó lắm. Vấn đề là cách đối nhân xử thế trước mặt mẹ chồng, người ta hay gọi là giận cá chém thớt á. Đôi khi mình nóng chồng mình la sùm trước mặt mẹ chồng, mình nóng con mình la sùm mình đánh con trước mẹ không chồng. Bao giờ em cái không này bao là giờ không nên thôi. Còn chuyện nóng tính thì chuyện nó chỉ chắc giống như là có ở rồi. Riêng thì em có nóng tính trong thậm chí với chồng luôn, thì chỉ ở trong phòng thôi chứ không. Nhiều lúc bao nó giờ nóng mà... thì mình cũng nghe em nó nói lại thôi, là có nghĩa là nhiều lúc vui vui cầm gì phán cái đó vậy thôi. Chứ giữa mẹ chồng nàng dâu chưa có một điều gì nó mâu thuẫn chưa. Trực tiếp với nhau đúng không? Dạ chưa bao giờ. Để xem coi chồng em có nói điều gì không nha. Bây giờ chỉ trong con trai nói gì đây nè. Trai sống khép kín lắm. Ngày được vợ báo tin mà tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu á, mình cũng rất là bất ngờ. Nhưng mà mình cũng cảm thấy vui. Vì thông qua chương trình này nữa thì mẹ mình và vợ mình lại được hiểu nhau nhiều hơn. Lúc đầu thì hai mẹ con có thể là chưa hiểu nhau nhiều lắm, nhưng mà dần dà về sau thì mình thấy hai người càng hiểu nhau, càng quý mến nhau. Điều đó làm cho mình rất là vui. Thì mẹ và vợ mình nói chung là hai người rất là tuyệt vời. Không, đối với mình thì không quá hoàn hảo, không còn phải có ý kiến gì nhiều. Nhưng mà thì thông qua chương trình thì cũng xin gửi đến mẹ và ba mẹ hai bên lời chúc sức khỏe, chúc vợ ngày càng xinh đẹp, gia đình mình ngày càng hạnh phúc, và sớm mong có thêm thằng nhỏ nữa. Bây giờ la nó cũng không trả lời, thành ra mình cũng không biết là nó có nghe mình hay không nữa.
À vậy đó. Cho nên là hôm nay lên là cũng chủ yếu để nghe cái clip này nó nói những gì. Nó nói gì thấy làm sao? Thì nói chung nó nói vậy thì thấy là gia đình nó cũng hạnh phúc rồi. Vậy thì mình cũng mừng. Nó mong vợ nó đẹp nữa ra đó. Mà đẹp nữa thì có nhiều người gọi là theo đuổi. Theo đuổi, dòm ngó. Ngó. Là cái lúc đó chồng nó ghen nữa là mệt lắm á. Thực sự em cũng chả có đẹp gì đâu. Mà mẹ lại suy nghĩ như vậy thôi. Thì bây giờ nó chôn ra là có dâu đẹp á thì cháu nội mình nó đẹp. Dạ. Cháu nó như tây vậy đó. À, lấy là mẹ chỉ muốn chị đẻ con nữa. Con trai cũng cũng sói ca lắm mà, nhìn cũng thư sinh lắm á. À, Linh nghĩ rằng cái tình cảm của mẹ chồng nàng dâu á càng ngày càng đậm đà hơn, yêu thương nhau nhiều hơn tốt, và chúng ta cứ phát triển như thế. Rồi, cảm ơn mẹ chồng nàng dâu đã đến tham gia chương trình. Hai mẹ chồng ôm nhau cái nào. Mong muốn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, những tương lai có thể mình chia sẻ với nhau trong lúc này. Bây giờ là mẹ chỉ muốn là con thứ nhất là bớt nóng tánh vậy đi ha, để cho gia đình con là im ấm hạnh phúc. Mà gia đình con im ấm hạnh phúc là mẹ vui rồi, chứ mẹ không cần gì hết. Tại vì con làm dâu mẹ bao nhiêu năm con biết tánh mẹ rồi. Dạ. À, con thì con mẹ tuyệt vời quá, thì con chỉ không có muốn gì hơn là chỉ muốn mẹ dành thời gian cho bản thân mình hơn. Dạ, bớt lo lại cho gia đình một chút xíu. Tại vì em chồng thì nó cũng đã lớn hết rồi. Mẹ em lo toan trong gia đình quá. Đâu. Mẹ tham việc quá. Tham việc quá. Cảm ơn hai mẹ con tham gia chương trình, một kỷ niệm gửi tặng gia đình ha. Dạ. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Dạ, chương trình cũng có phần quà dành tặng cho cô. Đó là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Dạ, xin gửi tặng cô và xin gửi tặng chị. Đó là son Zurika, thương hiệu đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung phù hợp với mọi cá tính. Và tặng cả nhà mình một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Dạ.